Vì World TV xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị được bình an muôn sự và cầu được ước thấy. Xin gửi đến quý vị một tin tức tại Việt Nam, đó là Hải Dương, nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi lao động ở trường. Trong lúc phát tỉa cành cây phi lao ở trường, không may cây chạm vào đường điện cao thế, nam sinh lớp 9C trường Trung học cơ sở Quyết Thắng bị điện giật. Trao đổi với phóng viên báo Gia đình và Xã hội vào sáng nay, ngày 25 tháng 5, ông Đinh Quốc Toản, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quyết Thắng, thành phố Hải Dương cho biết, khoảng hơn nửa tháng trước tại trường đã xảy ra việc học sinh lớp 9 trong quá trình tham gia lao động phát tỉa cành cây, không may bị điện giật gây thương tích nặng. Cách đây 4 ngày, nạn nhân đã không qua khỏi. Theo đó, vào chiều ngày 8 tháng 5, em NTA, sinh năm 2005, học sinh lớp 9C cùng các bạn trong lớp thực hiện lao động theo sự phân công của nhà trường, cắt tỉa cành cây phi lao phía sau sân trường. Trong lúc em học sinh này bắt thang lên cây từ vị trí đứng trên thang cách mặt đất khoảng 2 mét để cắt tỉa, không may chồi cây phi lao chạm vào đường dây điện cao thế phía sau bờ tường của trường, khiến em bị điện giật ngã xuống đất. Ngay sau xảy ra sự việc, các thầy cô tiến hành sơ cứu và nhanh chóng đưa em TA đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Do vết thương nặng nên ngay trong chiều tối cùng ngày, em học sinh này được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Sau khi xảy ra sự việc, một mặt chúng tôi đưa em TA đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời thông báo cho gia đình học sinh, báo cáo chính quyền sở tại và phòng giáo dục đào tạo thành phố Hải Dương. Trong suốt quá trình em TA nằm điều trị tại bệnh viện, ban giám hiệu chúng tôi đều cắt cử giáo viên phối hợp với gia đình, chăm sóc và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chạy chữa cho em. Tuy nhiên, em đã không qua khỏi, ông Toản cho biết. Nói về sự việc xảy ra, ông Toản tâm sự. Sự việc xảy ra đối với em TA là tai nạn rủi ro không ai mong muốn và các thầy cô học sinh trong trường ai cũng xót xa. Về phía nhà trường đã làm hết những gì có thể để mong cứu được em, cử giáo viên đến nơi em điều trị để phối hợp với gia đình chăm sóc. Sau khi xảy ra sự việc, công an thành phố Hải Dương về làm việc với nhà trường. Cũng theo đại diện chính quyền xã Quyết Thắng, hàng phi lao phía sau trường được trồng cách đây 5 năm, mục đích lấy bóng mát để cho học sinh có thể trú mát trong quá trình tập thể dục và thỉnh thoảng vẫn được nhà trường phát tỉa. Tuy nhiên, hôm xảy ra sự việc có gió đông nam to, trong khi đoạn dây điện cao thế phía sau bờ tường trùng nên chồi phi lao theo hướng gió chạm vào đường dây điện nên mới dẫn đến sự việc đau lòng trên. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương lên tiếng vụ việc học sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi nhận lệnh chặt cây. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương nói rằng, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Quyết Thắng thành phố Hải Dương chặt cây bị điện giật tử vong là sự việc đáng tiếc. Cũng theo bà Tiến, bình thường các việc liên quan đến chặt cây nhà trường sẽ thuê người làm. Tuy nhiên, hôm đó không hiểu vì sao lại cử nhóm học sinh ra chặt. Có thể vì cây cũng nhỏ nên trường có tâm lý chủ quan. Ngay sau khi học sinh tử vong, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã chỉ đạo phòng giáo dục và nhà trường đến hỗ trợ gia đình học sinh tổ chức tang lễ cho em. Phía gia đình cũng chia sẻ thông cảm với nhà trường vì tai nạn rủi ro. Tuy nhiên, về mặt chính quyền và ngành giáo dục đang trong quá trình xem xét sự việc để xử lý. Cũng theo bà Tiến, hàng năm sở đều có công văn chỉ đạo rõ các nhà trường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trường học cho học sinh. Tuy nhiên, sau sự việc đáng tiếc này, sở sẽ yêu cầu các nhà trường kiểm tra, rà soát lại một lần nữa, đặc biệt là dây điện, phòng cháy chữa cháy để học sinh yên tâm học tập. Thưa quý vị, câu chuyện trên cho chúng ta động lại nhiều suy nghĩ. Đối với những em học sinh còn nhỏ, đặc biệt là những em từ cấp 2 trở xuống, thì sự hiểu biết và kiến thức của các em còn rất là non nớt. Đối với những việc cắt cây và làm những việc lớn như vậy thì nhà trường nên thuê người, nhân công, những đội ngũ chuyên nghiệp để làm, chứ không để giao cho các em học sinh như vậy thì rất là nguy hiểm và dễ dẫn đến những cái chết thương tâm như thế này. Và có những điều bất thường như thế này cứ xảy ra, đến nỗi nó dần trở thành rất là bình thường. Dẫu biết rằng một mạng người rất là quý giá, giả sử đứa trẻ đó chẳng may là con cháu của quý vị thì sẽ như thế nào? Có như vậy chúng ta mới hiểu được nỗi đau và sự mất mát của gia đình người bị nạn. Việt World TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Kính mời quý vị comment, bấm subscribe và đăng ký kênh YouTube Việt World TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị mỗi ngày được có cuộc sống an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin trân trọng, kính chào.